ở miền xa trời cao đất lạ, nhiều đông lắm hà nối tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà đời không dám tới, đành biệt cho tôi nhà tình sao lắm lừ. Đơn vị thường khi nằm trên đứng giặc, thèm trong hái hùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm. Người làm lính khó biết bởi câu ca, vì tiền hay thiệt tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi đừng yêu lính bằng lời. Mình vừa nghe nhạc qua chức năng đĩa MD. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc được trên đĩa này. Bên em có bán MD và nhận chép nhạc theo yêu cầu. Các anh thích ca sĩ, tên bài hát, danh sách nhạc như thế nào thì liên hệ vào Zalo, em sẽ chép theo đúng yêu cầu của mình vào đĩa MD. Em xin giới thiệu, đây là dàn sáp X1. Dàn này lỗi CD, chức năng MD và chức năng kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. Bass của loa là 10cm, chiều cao của loa là 24cm, chiều ngang cả bộ dàn là 58cm. Âm ly đầu nằm kích thước chiều ngang khá to. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng, hoặc nhắn tin Zalo cho em. Em sẽ gửi hình ảnh cho mình tham khảo qua Zalo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo hay là địa chỉ trên bài đăng để em tư vấn và chốt hàng. Nếu các anh cần tham khảo hình ảnh chi tiết thì cứ vào Zalo nha. Em sẽ gửi mặt trước mặt sau cho mình tham khảo. Em ship hàng toàn quốc và bưu điện. Mua hàng bên em thì vui lòng cọc giúp em 300.000. Em ship hàng tận nơi cho mình, nhận được hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship. Hoặc là mình chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các anh cái jack kết nối điện thoại, TV, máy tính. Đây là hàng Nhật điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nhà mình có hỗn áp hoặc đổi nguồn cứ lấy điện 100V ra sử dụng, hoặc có thể mua kèm cục đổi nguồn bên em. Cục đối nguồn bên em mình có thể sử dụng cho hai dàn mini cùng một lúc được, sử dụng cho dàn trung được, hoặc là sử dụng cho dàn đại đều được hết nha. Ngoài ra em còn xin nhận gắn Bluetooth vào trong âm ly. Đối với Bluetooth gắn trong mình sẽ bắt sóng tốt hơn, chất lượng ok hơn mà không cần kết nối dây nhỏ rườm rà. Chỉ cần bật điện thoại, laptop hay máy tính bảng là mình có thể phát được những bài hát yêu thích. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho mình xem nha. Góc cạnh của loa rất đẹp. Công suất của loa là 30W trên cặp loa. 30W một thùng, 60W trên cặp loa. Công suất của âm ly là 50W FM tần số 108 bắc full Đài Việt Nam, hỗ trợ ngoài ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Đây là nơi cắm anten để mình nghe được radio. Đây là góc cạnh của loa bên tay phải. Tổng thể mặt sau của dàn. Bây giờ mình nghe thêm một đoạn nhạc test qua chức năng kết nối điện thoại rồi em xin kết thúc clip luôn nha. Mua hàng cứ liên hệ 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại 0931008099 để em chốt hàng cho các anh. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test qua chức năng kết nối điện thoại. Nghe qua điện thoại thì trên dàn này mình sẽ chuyển về ngõ AUX. Đèn đang ở MD, muốn qua AUX thì mình nhấn AUX trên dàn nha. Đây. Sau đó đèn cháy sáng ngoài ao ít và mình mở lớn volume lên mình nghe nhạc được qua điện thoại. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau,
đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò hoan, tình ơi dở dàng.